luôn. Ở nhà như tôi quay không có là mấy cái máy khác này là. À, máy gì? À, cũng quay la ga lên chứ. Dạ, dạ, nó cũng ít. À, ở đâu ạ? À? Em bữa ổng điện anh đó, giúp nốt mẹ anh. Dạ. Rồi sao rồi? Không về làm ăn sao? Bây giờ dài đây ơi. Máy gì? À, cái máy điện cho hổng mà nói cái vụ TS đó hả? Vụ TS là sao rồi? Có chồng á. Bán nhiêu? Một kiện tới 10 triệu. Đẹp không? À, đẹp không? Máy cũng còn đẹp. TS máy? Cái đó cái chân tắm. Chân mỏng hả trời? Tôi có máy phát điện luôn á. Cái máy đó 9 triệu á. Hả? Đầu máy không á? Chia vậy. Nó 40 á. Trời, 40 đó bán rồi. Chút xíu bán này. Ngày gì tới? Ừ. Cũng à. Rồi cái là mà ông hỏi mua mà không bán, nó không mua tiền. Để dành. Tại vì mà không bán. Để chân trời. Ờ, trời hẳn về cắt vàng mà hẳn về 4 ngày nay. Dạ. Cái tàu không có một cát bơm rồi ra. Dạ, vàng lên không? Hả? À, vàng lên không? Cọ mày. Dạ. Ôi, sao được cọ? Cát gì mà 3-4 ngày nay ấy, cát nào chưa? Con này nhiêu chính? Hả? Con này nhiêu? À, phải cặp coi. Đó, kia rẻ này chứ. Con này sơ phủ rồi. Trời ơi, trời, dọc nước sơ này nhầm cái gì? Nói cho sơ phủ, bán 2 chai. Con này hết đáp là nhiêu chính? Thôi 44 được thôi, đáp gì nữa mà đáp trời. Không, cái này là có đụng chạm gì chưa? Ngon đó, chưa sơn đó. Hả? Chính đủ, bỏ nó lên bắn keo cho sơn, nó chưa làm kịp đủ. Sơn mất cho chị không? Sơn mất cho chị sao? Sơn thì xem chị, có gì đâu mất cho chị. Đồ không hay sơn mà phải tính tiền thêm chứ. Cái này mấy mươi? Chính. 70 bà dê. Rồi. 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 Vô sao mới gặp không? Sửa máy miền Tây.
Cái gì? Sữa máy miền Tây. Sữa máy miền Tây không? Vô ừ. Đâu đi, đi, đi coi cái TX-180 nè. Vô sữa máy này thôi. Sáng đi coi luôn nè. Cậu biết ông có ở nhà không nữa. Dạ. Đỡ ông đi liền liền. Gặp ông rồi phải điện trước. Cái máy được không? Máy đâu mà cái gì chính? Cái gì hả? Được rồi đó ha. Chưa. Tại sao mình phải có khò chính? Khò thì nó nóng. Còn nếu mình không khò thì nó làm sao? Lâu khô mà tái đèo tái. Kêu bóng trà luôn. Trời ơi bóng như trứng gái luôn. Nắp dầu không đẹp hết chứ. Ừ. Quên nữa. Bạn à, nó nghe ta. Cái bình dầu có hình ông già nó đưa qua lụm. Cái bình dầu có ông bầu già. Đây chính đẹp hơn cái rượu má cái F4 mà dầu nữa chứ. Nó về chính đây. Rồi. Chứ phải dễ ăn đâu. Rồi. Dễ ăn đâu. Con ơi chuỗi nữa kìa. Hơi bốn chuỗi. Chính có con nào tuyệt chiêu chỉ chính vô đây không biết được. Nó nở con nào đẹp không? Tính gì đây hả?